đến với chương trình Trai đẹp vào bếp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV9 và chương trình do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và như thường lệ thì mỗi tuần chúng ta sẽ cùng đón chào một chàng trai vô cùng lịch lãm, vô cùng manly, vô cùng đẹp trai sẽ đến với ngôi nhà hương vị và đem cho chị em chúng tôi những món ăn thật hấp dẫn. Đúng rồi, và nếu như chàng trai đó là một người đã có gia đình thì chị nghĩ như thế nào? Chị nghĩ nếu mà một người đàn ông đã có gia đình thì người ta sẽ có chiều sâu. Và chị thích cái chiều sâu đó. Nhưng mà tính ra từ trước tới giờ là hai chị em mình rất là ít khi gặp người đàn ông mà có gia đình. Chị là có nhưng mà hiếm lắm, mình bị bất ngờ, hiểu không? Mình bị bất ngờ. Hiếm sao không? Tại vì mẹ nghĩ là hai chị em mình ế đó. Chị này chị giờ... có mật thư của mẹ. Chào hai em, người ta thường nhận xét anh là một người đàn ông lịch lãm và ấm áp. Nhưng anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Nhưng đâu ai cấm một người đàn ông đã có gia đình ngưỡng mộ những cái đẹp, phải không nào? Và ngày hôm nay anh quyết tâm tới đây để cùng với hai em chúng ta sẽ có những giây phút thật là vui. Và đặc biệt sẽ nấu cho hai em những món ăn thật là ngon, để cho hai em tin được rằng trên thế gian này vẫn có những người đàn ông lịch lãm, nấu ăn ngon và rất ngọt ngào. Nếu như không làm, hình như là em biết hít lắm, có cái bài hít lắm. Cái bài chuyện gì khó để năm người lo. Cái bài đó phải không? Trời ơi là trời ơi. Chuông tới. Mời vô. Anh đang lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh nào đây? Anh đang lạc vào hoa quả sơn đó. Dạ, đây là cái động anh. Cái động nè, anh thấy không? Đào hoa quả nè, đó bánh mì đồ đó. Là hoa quả sơn. Dạ. Là cơn ngủ không đây? Dạ Nam Cường. Chào em. Trời ơi, hồi nãy là em, tụi em mới vừa nghe cái giọng của anh. Trời ơi. Nghe cái giọng mà không biết là người đàn ông đó có gia đình luôn á. Tại vì cái cảm giác giọng baby quá. Baby quá. Cái giọng nó thể hiện được luôn là có gia đình hay chưa luôn á hả? Trời ơi, tụi em đành về anh quá mà anh Cường. Còn xa lạ gì nữa đâu. Nhưng mà anh Cường ơi, tại vì ngày hôm nay anh đến đây không phải một cái điều dễ dàng để mà mình có thể mời một người đàn ông có gia đình tới đây. Rất bận rộn. Tại vì người ta bận rộn, người ta vừa giỏi việc nước đảm việc nhà. Hiếm khi mà người ta bước chân được tới đây. Đúng rồi. Đó. Nghe nó áp lực tâm lý quá rồi. Đa số những chàng trai đến đây á là những chàng trai độc thân. Đối với những chàng trai có kinh nghiệm như thế này thì những cái thử thách mình đưa ra nó phải tăng cái độ khó lên rất là nhiều. Đúng rồi, nhưng mà trước hết đó, dù sao ngày hôm nay tới em muốn hỏi anh Cường là khi mà mình có gia đình rồi á thì không biết là cái công việc anh chia sẻ với vợ của anh như thế nào? Mình chia sẻ với nhau bằng việc phân công công việc trong gia đình. Ví dụ như một người đi ra bên ngoài để mà lo kinh tế cho gia đình thì người còn lại thì đương nhiên vẫn đi làm, nhưng mà phải dành nhiều hơn thời gian để mà chăm sóc những đứa nhỏ trong nhà. Còn ví dụ như những cái thời gian, ví dụ như khi mà anh không có show á thì anh sẽ ở nhà để mà chơi với con, dạy con học, rồi đôi khi mình cũng vào bếp nữa để chia sẻ công việc của vợ. Hôm nay anh tới đây rồi là chắc chắn là anh Cường sẽ đem tới một món ăn đúng không nè? Anh nấu món gì ta? Anh sẽ nấu một món ăn rất là đặc biệt. Nó đặc biệt tới mức mà chưa bao giờ anh nấu cả. Wow. Hiểu rồi, có nghĩa là anh nấu một món ăn mới mà anh sẽ rất là vui. Dù mình ăn mình có đau bụng mình cũng cảm thấy vui. Ủa nhưng mà trời, không biết là món gì vậy anh? Đúng rồi, rất là thắc mắc là món gì vậy? Anh sẽ nấu cho mọi người ăn món là gà tiêm ớt hiểm. Dạ. Đàn ông có gia đình hiểm lắm chị. Mà cay nữa. Đúng rồi, hiểm lắm. Nhưng mà đã tới đây rồi hiểm cỡ nào cũng không bằng chị em mình, phải không? Phải vượt qua thử thách của tụi em rồi thì anh mới lấy được cái nguyên liệu để anh đúng nấu rồi cái món ăn này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên giữa Nam Cường và Phương Lan, để xem Phương Lan hay Nam Cường ai sẽ là người lấy được nguyên liệu. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên. Thử thách được mang tên chiếc miệng cát không. Vâng, chúng ta sẽ đến với thử thách này. Thử thách hả? Cái trò gì mà cái miệng cát không? Tại vì á, là cái trò này á, là như sau. Chúng ta sẽ cầm cái mũ này nè, chúng ta để lên miệng, chúng ta sẽ đứng ở cái vạch kia. Sau đó chúng ta sẽ đẩy làm sao cái bóng đó đi
qua hai cái cầu này và ai là người về đích đầu tiên thì người đó sẽ là người chiến thắng. Đó nên là cái trò chơi này nó rất là nguy hiểm đối với những bạn làm răng sứ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi chứ ha. Ok. Mời hai bạn đứng vào vị trí. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Đừng để cái miệng cát không nha. Rồi, bây giờ trò chơi tôi bắt được. Bắt đầu. Cỡ lên, cỡ lên. Nè, cẩn thận nha, coi chừng rớt hàm răng ra ngoài đó. Anh ơi, anh Cường ơi, phải đi qua cái cầu nha anh. Đúng rồi. Hai bạn ơi, cố lên nào. Đừng để cái miệng cát không nha. Cố lên Cường, hay quá. Đúng là người đàn ông có gia đình. Giống như là hai con vật đang đấu đá với nhau vậy đó. Anh Cường quả nhiên là một người đàn ông có gia đình. Hay quá, bé Lan đã vượt qua được cây cầu đầu tiên rồi. Bé Lan ơi, nhanh lên nào. Nhanh lên nào, vạch đích của chúng ta còn rất gần. Rất gần rồi. Hãy cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Yeah. Và kết thúc trò chơi. Xin mời bé Phương Lan đứng qua bên này. Bây giờ việc đầu tiên của Ngọc Xuyên sẽ kiểm tra cái miệng có cát không. Nếu như cái miệng có cát thì người đó sẽ là người thua cuộc. Nhìn nước miếng không có cát. Lan ơi, hạ miệng ra em. Hạ miệng ra chị thấy. Wow, cái miệng sướng không. Rồi, anh Cường ơi, mở miệng ra. Wow. Rồi, vậy là chúng ta đã không phạm luật. Trong cái game này, anh đã bị thua. Và cái số nguyên liệu của anh để nấu món ăn này, tụi em sẽ lấy đi 50%. Tụi em rào trước rồi, tại anh không nhớ. Tại nó là anh nấu ớt hiểm, nhưng chưa chắc hiểm bằng tụi em. À, đúng rồi. Hàng vậy em mặc đồ con sói rồi, đúng rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với món ăn của Nam Cường. Em sẽ lấy một cái nguyên liệu mà dễ dàng thôi để giúp anh nấu được cái món này cho nó nhanh hơn, tại vì tụi em cũng muốn ăn. Rồi. Đó là không ớt mà có đùi gà là lúc nào anh Cường cũng ăn hai cái. Có mật thư của mẹ. Có mật thư. Hình như Nam Cường thích làm công an giao thông. Wow. Trời. Là mình hát ở ngay đèn xanh đèn đỏ luôn á anh. Ủa anh ơi, anh cười hoài luôn. Anh có thể nói cho tụi em biết lý do tại sao có những hình này được không? Cái này là hình anh tham gia vào một tiết mục và đóng vai già làng. À, mà sao già làng mà ra ngã tư mà mình đứng như vậy anh? Anh thấy không? Cái bên đường mà có anh đứng á, không ai dám đi. Người ta dồn hết người đi một bên. Anh thấy chưa? Thì em thấy không? Anh giảm tải giao thông. À là anh giảm một bên, anh dồn một bên. Anh dồn một bên, ít nhất là cũng có một bên thoáng. À, cái bên này kẹt chơi. Người ta thường là công an sẽ thổi bằng còi. Nhưng mà anh lại thổi bằng cái tù và. Sao chừng nào anh thổi bằng cái đùi gà nó mới bất ngờ chị em. Cái gì mà thổi bằng cái đùi gà? Ủa anh Cường, anh cái cảm giác anh như thế nào khi mà trước khi mà mình có gia đình, khi mình có gia đình rồi cái là lại có con nữa, cái thành ra là cái chắc cuộc sống của nó thay đổi rất là nhiều đúng không nó anh? Thay đổi hơn, nó khiến cho mình phải có trách nhiệm hơn với gia đình. Là mình cày nhiều hơn. Là làm show nhiều hơn. Đúng rồi, bào nhiều hơn đó em. Ngay cả ví dụ như những cái show mà phải đứng ở ngoài đường mà thổi tù bà mình cũng phải nhận luôn không anh? Miễn là có cát xê. Có cát xê. Ủa mà con của anh Cường là được mấy tuổi rồi anh hả? Nhà anh hai bé. Bé bằng tuổi em, bé bằng tuổi Xuyên. Ủa vậy? Tính ra là bây giờ anh 15 tuổi là đẻ rồi. Tính ra là anh cũng U50 vậy á. Ờ chắc U mấy vậy á. Trẻ thiệt luôn á. Bởi vậy ra đường ăn mọi người lầm lắm, tưởng anh tầm 20 này kia. Giờ anh ăn gà nhiều hay sao? Ăn gà nhiều. Ăn gà nhiều. Như cái món này nè. Bây giờ mình anh sẽ anh nước sôi rồi kìa, nước sôi kìa. Mình giảm lửa, mình giảm lửa. Giảm lửa ở đây phải không? Mình có bỏ gì vô trong khi nước đang sôi không anh? Có. Mình bỏ cái tình của mình vào đây. Bỏ cái tình. Đó, để cho cái nồi nước thêm ngọt ngào. Nè bây giờ nè em muốn biết anh nếm gì trong này không? Dạ muốn chứ. Mình nãy anh cho bột ngọt rồi, bây giờ mình cho thêm đường vào. À có mật thư của mẹ. Mẹ vô tình nói chuyện được với người đàn ông này. Xin chào Nam Cường, tôi là Sơn Công Thành, là người ngồi cạnh trong chuyến bay đi Hà Nội với anh tháng 2 vừa qua. Em là một fan cuồng của anh. Anh Nam Cường ơi, em thích anh lắm luôn á. Em nói cho anh biết nha, ở trong chuyến bay đó em đã bỏ một viên thuốc mê vào ly nước của anh. Và em đã làm một điều mà anh Nam Cường không có ngờ được. Và em nói thiệt nha, em rất bất ngờ với những nốt ruồi son ở trên người của anh á. Anh có thể ngưng được không? Em muốn kiểm tra cái nốt ruồi son như người qua anh ở đâu vậy? Thiệt luôn hả?
Ủa sao tự nhiên cái đó là ai ai mà fan nhưng Sơn mà Công Thành nghe gì cái tiếng là một người đàn ông, một người con trai mà tại sao lại biết trên cơ thể của anh nốt ruồi son nằm ủa, ở đâu biết ở đâu đó ở đâu của người con trai. Trời, ai cũng biết mà, đúng không bé Lan? Cái giọng đầu chuẩn men quá mà. Giọng đầu chính là một cái giọng đầu ghép ở đâu một cái chương trình nào đó vào thôi. Nhưng mà tại sao lại biết cái nốt ruồi son như người của anh? Mà người anh có nốt ruồi son không? Có. Đó. Rồi trong trên chuyến bay của anh là sao? Không, trong chuyến bay á, anh vừa rồi anh có post status đó là anh ngồi cạnh một bác hơi lớn tuổi, bác kỳ thị những người thích selfie. Ôi, khi đó anh ngồi anh đang selfie đúng tấm hình anh check in cho vui thôi. Thì bác nghe điện thoại xong cái bác nói đang ngồi cạnh một thằng suốt ngày selfie. Bác nghĩ là bác mới đang rất nhỏ hiểu không? Mà không ngờ là anh thính tới như vậy. Không, nó vang động luôn á. Cái đó cái bí mật mà sao lại biết được hay nhưng ta? Nhưng mà bí mật tại sao cái người đó lại biết? Đúng rồi. Có thể là nhiều khi showbiz mà người ta có nè. Những cái chuyện thần kinh. Anh bị cái bệnh đó là đi lên xe hay lên máy bay á là ngủ thẳng cẳng luôn. À vậy hả? Nhiều khi đến lúc đó mình sơ hở, mình bị kẻ gian. Trời ơi. Quay lại câu chuyện đi khá xa. Câu chuyện đi khá xa thôi, chúng ta chốt lại ở cái món gà này đi nha. Ủa nhưng mà anh có tìm hiểu ví dụ như là con nít á, bình thường á ăn thì nó cũng ăn rất là khó đúng không? Đúng rồi. Vậy là mình phải có một cái thực đơn riêng hả? Nói thì anh là... có hay làm gì cho con anh ăn? Nó phải thay đổi liên tục, có thể hôm nay nó khen món đó ngon nhưng mà ngày mai nó không thích món đó. Ôi là chuyện bình thường là luôn. Là phải đổi sành sành luôn. Mình phải đổi liên tục và lúc nào trong bếp phụng mình cũng phải có 2-3 phương án dự phòng. Nó rất là cực. Lại có mật thư của mẹ. Mẹ cảm thấy Nam Cường không chân thật trong mấy tấm hình khoe body. Ủa nhưng mà sao cái người đó lại có cái bụng bự quá vậy ta? Không, đã do tấm hình chụp ở hai thời điểm khác nhau. Hai thời điểm khác nhau là ví dụ như là hôm nay là có muối, qua ngày mai mình tắm nó trôi muối đi. Không, thật sự là cái tấm hình mà ở trần á, đó là tấm anh chụp họa đầu tháng 12. Còn cái tấm sau là tấm đang live stream. Thì lúc đó là thời điểm mà này là thời điểm gần đây nhất là sau Tết rồi. À em biết rồi, có nghĩa là tháng 12 là chưa Tết. Là anh là body còn đẹp. Tết anh ăn nhiều. Không, anh ăn nhiều gà quá cho nên là anh mới mập như vậy đúng không? Tại vì là thời điểm sau Tết đó là anh muốn ăn nhiều. Tại vì sau Tết anh bị giảm cân. Vì không biết tại sao anh bị sụt cân xong cái anh ăn nhiều lên để anh mập mạp lên đó. Tại vì thời điểm sau Tết là thời điểm mà mọi người nghỉ xô nhiều á. Bị bệnh dịch đó. Cho nên là tranh thủ ăn cho nó mập lên. Có một thư của mẹ em nữa. Nghe sự thật nè, có một sự thật nè anh Cường. Mời các con nghe sự thật về những tấm hình khoe body. Trời đất ơi, mấy tấm hình của Nam Cường đẹp he. Sao muối he. Một mình tôi làm hết hết trời. Make up nè. Hết mấy hộp hứng khói của tôi luôn rồi đó. Còn dặn tôi nữa, đừng tiết lộ bí mật cho Nam Trộn. Rồi xong. Anh nói gì nữa? Anh muốn nói gì nữa? Thì ra là anh vẽ anh Cường đâu có sao đâu anh Cường. Không, tại vì em biết em. Không phải tại khi người đàn ông người ta chưa có gia đình người ta sẽ chăm chút bản thân. Còn có gia đình rồi người ta đâu có còn thời gian nữa đâu. Chạy xô rồi ăn vội một bữa nào đó. Thậm chí là ăn nhật của bạn Diễn đùi gà để ăn luôn. Không. Đúng không ạ? Tụi em cũng thông cảm được. Tại vì tụi em biết là anh bận rộn. Rồi lo cho gia đình, lo cho con cái nữa. Thì có gì đâu mà anh phải giấu tụi em những cái chuyện đó. Nếu như mà mọi người biết cái lịch trình mà sinh hoạt của Cường á thì mọi người sẽ thấy thương, là thương, không thương phải thương mà là Cường là một trong những người nghệ sĩ mà có thói quen dậy sớm nhất. Bình thường anh sẽ dậy vào lúc 6 giờ kém hoặc là 6 giờ sáng. Là anh đã dậy rồi, đi về lúc nào cũng dậy. Mấy giờ ngủ không biết nhưng mà giờ đó phải dậy. Dậy mình lo cho mình xong, đó là lo cho con, đưa con đi học. Đưa con đi học xong tới khoảng 7 giờ rưỡi là anh đi vào phòng gym. Nó đều đặn cả một năm nay. Nhưng mà em thấy là em muốn kiểm tra thật ở đây. Tại vì không thể nào mà nhìn tới hình ảnh thì cũng có những cái đúng nó rồi, dối gian đúng. Thì bây giờ em chỉ muốn chị kiểm tra sao mà lôi được cái nốt ruồi son cho em nha. Đây đó, đây chị coi. Bây giờ em muốn từ đâu? Vạch anh giữ cái áo này cho em. Đây. Chị xin phép vợ anh chưa? Đâu, chị không xin phép vợ người ta. Em xin phép rồi hỏi con vợ người anh ta chờ la chị rồi sao? Thảo. Dạ em xin phép chị Thảo, vợ của anh Nam Cường, được hôm nay em được kiểm tra cái body của anh Cường để chứng minh rằng là anh Cường là một người nghệ sĩ có một cái body rất tốt. Em xin phép rồi. Dạ em xin phép chị. Dạ em lít lịch sự. Trời căng lắm, căng lắm, không dám rờ mạnh. Có tập đúng, gym có tập trời gym mọi người à. Mặc dù sao hoa hồng anh rất là hoa hồng, sao muốn không rõ lắm nhưng mà sờ vô sờ kỹ á thì thấy được rõ hay không vợ anh biết, chị biết làm cái gì không. Thời điểm anh chụp tấm hình đó là anh siết lại cho nó ốm á.
Nhưng mà thời điểm này thì cái bụng nó không được như thế, bởi vì là mình đang xả cho nó bự lên á. Rồi bây giờ là mình làm gì nữa anh? Làm gì nữa anh? Giờ chờ cho nó chín nha, mình cắt củ sen này kia ra rồi mình lát mình thả vô luôn. À, khi nào thì mình sẽ bỏ ớt vô vậy anh? Khi cuối cùng. À, cuối cùng mới bỏ vào hả? Em nghĩ là cái những cái công đoạn này nó cũng sắp là xong rồi á. Không biết là anh có muốn lấy. Cái người đàn ông của gia đình mà làm cái hành động mà sao mà nó thô thiển dữ vậy trời. Không, đoạn này chắc là bị cắt rồi. Không, anh lấy hết. Để cho em cái đoạn này nha mọi người. Là nãy giờ những cái đoạn đẹp đẽ của anh là cắt. Cái đoạn này mới là lấy. Mình lấy hình những cái đẹp thôi, tại vì thời lượng nó có hạn, cắt. Không, sao em, nay mẹ nhiều mật thư của ta? Đừng, mình đừng nhấn vô nữa, chỗ này cắt rồi. Mời anh coi mật thư của mẹ. Mẹ thấy Nam Cường hơi lãng phí. Đoạn này cắt rồi mà, sao mẹ con thấy? Anh ơi, xung quanh nhà này đều là camera. Camera hết. Mẹ em có thể nhìn thấy hết tất cả mọi hành động của anh. À cô, tại vì thường thường á mình nấu những cái món ăn á, mình sẽ lựa những cái phần ngon và tinh túy nhất. À, những cái sâu hư hay là nó không có được tốt cho sức khỏe, mình nên loại nó ra. Hình như cái cục này là ngon nhất á. Ủa Lan, cái là em vừa lụm ở trên thùng rác. Em lụm đâu, em móc thùng rác ra mà. Vậy là bây giờ là mình còn ớt hiểm thôi đúng không anh? Ớt hiểm thì đương nhiên em nghĩ là muốn lấy ớt hiểm thì anh phải đến với thử thách tiếp theo của tụi em. Chính xác. Anh đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo chưa? Ok. Ok, thì bây giờ xin mời anh để cái gì đó xuống và đến với thử thách tiếp theo. Vâng. Hết hồn. Hồn á. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trò chơi rất là đặc biệt. Đó là nếm đi rồi biết. Là với sao? Trò chơi này. Cái trò chơi này là... Duyên đừng sợ, đã có anh đây rồi. Không, anh có vợ anh. Không sao, đừng chia sẻ với nhau. Ai rồi cũng phải nếm hết. Nhưng điều đặc biệt ngày hôm nay là ngoài những cái món ăn, ngoài những gia vị, còn có những con vật. Hả? Còn có những dị vật. Ôi, ôi trời à. Ai biểu hôm nay anh đem cái món ớt hiểm tới làm chi, để tụi em sẽ hiểm với anh. Bây giờ thì thế lại là em sẽ cho từng người nếm. Nếu như mà ai mà đoán được á nhiều hơn thì người đó thắng. Anh Cường đoán nhiều hơn, anh Cường có quyền lấy ớt hiểm. Okay. Còn anh Cường đoán ít hơn, em cho anh một trái ớt hiểm. Em đố anh nấu được cái món gà tiềm ớt hiểm. Rồi bây giờ tới cái món đầu tiên nha. Tách tách nhau ra nè, ai cũng nếm hết á. Lè cái lưỡi ra. Ê! Gì á? Gì á? Rồi. Quen lắm mà không nhớ là gì á. Nó nằm trong một cái bộ hệ thống mayonnaise gì vậy không? Em cho anh nếm nữa nha. Không. Nói chung là em cho anh biết nha. À. Cái màu đó, cái màu không, màu vàng. Hả? À. À. Bù tạc hả? Không phải. Bù tạc vàng. Bù tạc vàng đúng rồi. Anh Cường đúng, chị Xuyên sai. Ủa gì vậy? Của anh Cường là bù tạc vàng, của chị là muối ớt xanh. Quá xàm. Quá xàm cái này Xuyên. Cái vị nó quá khác xa nhau. Rồi à, giống như là con ghẻ trong cái nhà này vậy. Xuyên ơi em ơi. Rồi, em đừng. Xuyên thả mì ra. Em vui giờ muốn thấy anh như bây giờ. Giờ em cho chị rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi. Yeah. Anh Cường. Yeah. À, ta. À. Ê. Không chưa. Bước rồi. À. Mì. Em cho chị nếm lại. À. Của anh Cường. Anh là cái cục me chua mà để nấu canh đó. Đúng rồi, tỷ số đang là 1-1. Rồi, bây giờ tới món tiếp theo. Rồi, tới chị Xuyên. Đúng hả? Hả nè. Ủa cái lá gì mà có lông vậy? Mơ. Phải không? Mơ. Chính xác, mơ. Đưa cái... Rồi anh lè lưỡi ra đi. À cay quá. Ghê quá à anh Cường. Rồi của anh Cường là cái gì nè? Mayonnaise. Đúng rồi. Xuyên. Đúng rồi. Cay quá. Rồi món cuối nóng, cùng nha. Nóng quá. Đáp.
tạc. Thôi nha. Cay quá, cay quá, cay quá. Nè. Cay quá. Vâng, và với tất cả những món từ nãy tới giờ, xin chúc mừng Ngọc Xuyên và anh Nam Cường đã có thể hoàn thành xong được phần chơi của mình. Anh Cường ơi, chúc mừng anh với 5 bàn thắng. Em tặng cái dĩa ớt hiểm này. Em thấy cái trò chơi này anh có chơi gì đâu, toàn là em bị hại không đó chứ. Không, anh vẫn chơi mà. Mình sẽ cho ớt hiểm vào trong này. Đúng. Nếu mà rồi. Ai muốn ăn cay á, thì mình sẽ cho cái ớt á, nó bằm cái ớt ra tí. Anh, em có nghe người ta nói là tùy người nha. Đúng rồi. Đối với những cái người người ta hay ghen á, là người ta mà sắc ớt á là nó cay kinh khủng lắm. Phải không? Đúng rồi, tùy người, tùy tay. Trời ơi, ở nhà anh em, anh nghĩ là em sắc là xé lưỡi luôn. Em ghen lắm anh nha, Lan. Rồi. Em ghen tại vì em muốn chiếm hữu. Hàng chi, em muốn chiếm hữu giống như trò chơi mà em chơi với chị vậy đó. Thì đó, em chỉ muốn thùng hết tất cả mọi cái vô miệng chị thôi. Rồi sau khi mình bỏ vô là nó xong rồi hả anh? Mình bỏ xong mình để tí đi cho nó ớt nó chín chung luôn. Rồi. Wow, em thấy là cái mùi nó bắt đầu thơm. Là thơm rồi. Trời em ơi. Em thấy mùi gì? Em thấy thơm mùi gì? Em đúng thấy em? Thơm mùi mùi gì đó. Mùi gì? Mình ngửi mình mới biết chứ. Nước Bắc, nước Bắc, thuốc Bắc, thuốc Bắc. Nước Bắc là khác nha. Wow. Chính chứ anh, chính chứ anh. Chính rồi. Múc ra thôi. Múc ra thôi anh. Em muốn ăn gà nhiều giống như anh vậy đó. Em thì anh thích ăn gà nên tèo cũng thích ăn gà. Em muốn ăn ớt nhiều. Tại vì con người em không có hiểm độc á, cho nên là em muốn cho bằng bạn, bằng bè, bằng em, bằng chị. Đó, và bây giờ món gà tiềm ớt hiểm đã hoàn thành. Chứ mình chờ gì nữa, thử coi coi nó hiểm tới cỡ nào. Anh Cường ơi, anh có thể múc cho tụi em được không ạ? Dạ, chứ anh lỡ nấu rồi không lẽ anh không chịu múc. Ok, em muốn ăn cái phần nào của con gà? Em ăn cái này nè. Lan, chắc em thích ăn ớt đúng không? Em thấy anh có cái sự hiểm lắm rồi đó, thật sự. Rồi. Chắc là sẽ ngon lắm đây. Ôi, hạt sen nè, bở đều. Bở như vậy là ngon. Wow, cay như cái tên gọi của nó vậy. Bây giờ em sẽ ăn thử một ít hạt sen. Ăn thử cái gà coi coi nó vừa vậy chưa. Hạt sen quá mềm luôn anh. Chắc là nhờ em lúc nãy em nhắc anh á, bỏ rồi vô thời điểm đó đó. Bây giờ em sẽ ăn mềm một miếng gà thử xem gà mềm tới cỡ nào nhé. Gà là nếu mà mềm thì nó không ngon. Nó phải hơi dài không? Dài mới đúng. Dai dai, không thơm, gia vị thấm đều. Nào, mình cùng nâng lên một cái đi nào. Ngon quá. Tại sao mình chỉ có cắm mặt ăn mà không uống với nhau một tí, đúng không? Cheers. Cheers. Vâng. Tại vì cay quá. Cay thiệt. Wow. Uống một ngụm nước vô xong em thấy cái sự cay nó không mất đi. Hình như Nam Cường mới ra MV mới hả con? MV bài Thành Thân. Wow. Ủa thiệt hả anh? Đúng rồi. Anh ra hồi nào? Anh mới ra hôm Valentine vừa rồi. Wow. Anh cầu hôn em được hôn. Chờ mãi một lời thôi, lời đầu tiên là giúp em về nhà anh. Trời, ủa gì vậy? Ủa, trời, dễ thương quá. Nói là cứ xài vô hoài vậy là thành thân đó hả anh? Không, cái này là chắc là mẹ xem nhiều chương trình của anh, cái mẹ mix lại với nhau á. Tức là một bài hát riêng, bài này anh hát chung với Hà Thúy Anh. Còn cái trong này là anh tham gia vào cái phim sitcom cùng với Phúc Zalo. Đó, cái mẹ chắc là mẹ mê Phúc Zalo nữa chứ mẹ miss Zalo. Vậy là ở trong phim này em thấy là Phúc Zalo là ẹo quá, chắc là Phúc Zalo gì phải không anh? Đóng vai đàn ông. Đóng vai đàn ông mà dựa giọng nhưng người ta. Nhưng mà thấy cái cách ăn mặc rồi cái cách trang điểm, cái không cách phải cách... Phúc Zalo đóng vai đàn ông, cảnh đó là bị trúng gió nên liêu xiêu. Chốt lại ngày hôm nay, cảm ơn anh Cường đã đến đây và đã đem tới một cái món ăn rất là bồi bổ cho sức khỏe. Và song song đó thì tụi em cũng đã biết
thêm được là một cái người đàn ông của gia đình là như thế nào. Và tụi em nghĩ là sau này tụi em chọn mà chọn người làm chồng á thì sẽ chọn những người mặc như anh. Rồi. Cảm ơn các em rất là nhiều. Ngày hôm nay đã cho anh một cái cơ hội để trổ tài nấu một cái món mà chưa bao giờ anh nấu cả. Nhưng mà cuối cùng mà chúng ta cũng ăn được. Ngon nữa, ngon đó anh. Đó. Rồi, bây giờ mình cùng nâng ly nào. Nào, 1, 2, 3. Và ngày hôm nay xin được cảm ơn anh Cường đã dành thời gian đến với ngôi nhà hương vị của hai tụi em. Và chúc cho anh Cường sẽ có nhiều bài hát hit hơn nè, rồi có nhiều vai diễn thật hay hơn. Và đặc biệt là chúc cho gia đình của anh sẽ càng ngày càng hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Và hai đứa con của anh sẽ mau lớn rồi nghe lời ba mẹ. Cảm ơn em rất là nhiều. Một chàng trai lãng tử và bằng xuất hiện chưa từng có trong Trai Đẹp Vào Bếp. Mời anh taxi vào đây. Nhưng em chỉnh cái tóc này chưa? Và khi những người đẹp ra tay. Và khi phụ huynh bao nhiêu Triệu Long và hình ngoài đời mẹ tìm được. Trời đất. Đón xem Trai Đẹp Vào Bếp phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020 trên VTV9. Và kính thưa quý vị khán giả, chương trình Trai Đẹp Vào Bếp được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV9 và chương trình do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.